tiếng sáng 30 giây hôm nay 27 tháng 11 với các tin tức đáng chú ý. Không xung đột hoặc đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và theo tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. Đó là lời điện mừng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến ông Joe Biden, người được công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử của Hoa Kỳ sau nhiều ngày ông Tập chần chừ chưa làm động tác ngoại giao này. Quan hệ Mỹ-Trung trong những tháng gần đây đã xuống thấp kỷ lục với tranh chấp gia tăng liên quan đến thương mại, các cáo buộc gián điệp cũng như vấn đề về Hồng Kông. Đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh tại Mỹ và các nước châu Âu vẫn chưa thể kiểm soát. Bóng tối ảm đạm của Covid-19 đã quật ngã những kinh đô thời trang lớn của thế giới. Những con phố mua sắm xa xỉ bậc nhất tại các quốc gia trở nên điều hiu hơn, dù đang vào mùa mua sắm cuối năm. Ngân hàng phải cung cấp thông tin khách hàng cho ngành thuế, một quy định gây xôn xao lo lắng cho nhiều người những ngày gần đây. Nhiều người không biết liệu việc cung cấp thông tin này có là một sự bất cập khi thông tin cá nhân được xem là bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Một phản ánh của tin sáng 30 giây cho những khúc mắc này. Quê hương là chùm ghế ngọt. Thật vậy, những ai sinh ra và lớn lên ở bất kỳ một vùng quê nào đều cảm nhận được những ngọt ngào mà quê hương đã cho mình. Cũng vì vậy mà trong mỗi người con khi xa quê đều mong muốn đóng góp chút sức, vun chút tình cho nơi chôn rau cắt rốn của mình. Hàng trăm cây cầu giao thông nông thôn đã lần lượt nối đôi bờ kênh của những vùng quê ở Bạc Liêu và Cà Mau, là minh chứng cho cái nghĩa cái tình đó mà Ban Liên lạc Đồng hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Câu chuyện trong Lan tỏa 30 giây hôm nay. Giữ tín hiệu và cùng tin sáng 30 giây lan tỏa những điều tử tế quý vị nhé. Bình Liêu những ngày cuối thu đầu đông không chỉ đẹp bởi những cung đường phượt hùng vĩ mà còn trở nên thơ mộng với những cánh đồng cỏ lau nở rộ trắng xóa khắp cả sườn đồi. Vi vu miền biên viễn Bình Liêu thời điểm này, chỉ cần giơ máy lên thôi là ta đã có ngay cho mình những bức ảnh tuyệt đẹp. Được mệnh danh là Sa Pa thu nhỏ của mảnh đất Quảng Ninh, Bình Liêu đang trở thành một điểm đến được du khách săn đón trong thời gian gần đây, đặc biệt là các bạn trẻ ưa thích khám phá. Nằm cách Hà Nội hơn 200 km về phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh, Bình Liêu là vùng đất của sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hùng vĩ, mạnh mẽ của một cung đường phượt cùng nét lãng mạn nên thơ khi bước vào mùa cỏ lau nở rộ. Đi trên sống lưng khủng long ngập tràn cỏ lau, ta sẽ được phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu và cảm nhận mình thật nhỏ bé giữa đất trời bao la. Ngắm nhìn một Bình Liêu hoang sơ, cuốn hút với những cung đường uốn lượn quanh đồi núi, những thảo nguyên đầy cỏ lau trắng và nắng ấm, ta như muốn thả hồn vào mây trời vùng biên cương để quên đi hết những âu lo, muộn phiền của chốn thị thành tấp nập. Bình Liêu cái tên còn khá xa lạ đối với khách du lịch, nhưng chỉ khi đặt chân đến một lần, người ta mới cảm nhận hết được nỗi nhớ, niềm thương của mình dành cho mảnh đất này. Tú Trinh và Việt Phong rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tin sáng 30 giây. Quả thật là ở thời điểm cuối thu, đầu đông ở vùng biên viễn Bình Liêu của Quảng Ninh thật sự là ấn tượng lãng mạn, phải không chị Tú Trinh? Đúng vậy, và với những hình ảnh mà từ góc nhìn từ trên cao thì Tú Trinh thấy rằng là cái mảnh đất vùng biên này quá sức là ấn tượng với cái đồng cỏ lau bạt ngàn. Và nhìn Bình Liêu thì chúng ta mới thấy rằng là Việt Nam chúng ta có rất nhiều những cái cảnh đẹp mà rất là nhiều người vẫn chưa có dịp khám phá hết. Và tin sáng 30 giây với 365 ngày, 365 góc nhìn ở trên cao, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thắng cảnh đẹp nhất của đất nước để như cái cách chúng tôi muốn quý vị bắt đầu một ngày mới thật sự dễ chịu và nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì Việt Phong và Tú Trinh mời quý vị cùng theo dõi tin sáng 30 giây ngay sau đây với phần 30 giây quốc tế. Thưa quý vị, tin sáng 30 giây xin được tiếp tục với các diễn biến về cuộc bầu cử lịch sử ở Mỹ và quá trình chuyển giao quyền lực giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump cho người được xác nhận thắng cử là ứng viên Joe Biden. Và hơn lúc nào hết thì một điều phải nói ở đất nước Mỹ là nước này cần sớm ổn định lại để cùng nhau chống dịch và đưa Mỹ trở lại vị thế dẫn đầu của thế giới, chị Trinh ạ. Đúng vậy, anh Việt Phong, và thưa quý vị, mới đây thì ứng cử viên phó tổng thống là bà Kamala Harris đã kêu gọi đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cùng vượt qua những khác biệt đảng phái để mà hướng tới những lợi ích chung cho nước Mỹ. Và bà Harris cũng cho rằng chính quyền của ông Joe Biden sẽ không thể hoàn thành tốt công việc nếu như không có sự tương trợ từ đảng Cộng Hòa, nhất là trong tình cảnh Covid-19 vẫn đang phức tạp như hiện nay. Lời kêu gọi của bà Harris được đưa ra sau 3 ngày GSA chính thức công nhận ông Joe Biden thắng cử và kích hoạt quá trình chuyển giao quyền lực. Hiện tại quá trình vẫn đang được tiến hành. Nhóm của ông Biden đã có quyền truy cập đến các tài nguyên liên bang, tham dự các cuộc họp quan trọng và nhận các báo cáo tình báo hàng ngày.
Và hơn 2 tuần kể từ khi ông Joe Biden được các hãng truyền thông tuyên bố là người chiến thắng, lãnh đạo các nước lớn trên thế giới như châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Úc đã lên tiếng chúc mừng. Riêng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn giữ im lặng và đến ngày 25 tháng 11 vừa rồi, ông Tập đã lên tiếng chúc mừng và xem như công nhận ông Joe Biden giành chiến thắng. Được biết, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên vô cùng gập ghềnh dưới thời Tổng thống Donald Trump. Theo nhiều nhà quan sát, dưới thời ông Joe Biden, quan hệ Mỹ-Trung có thể tiếp tục xấu đi khi ông Joe Biden nhiều lần bày tỏ muốn liên kết cùng các đồng minh để đối phó với thách thức từ Trung Quốc. Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Quý vị hãy giữ tín hiệu và tiếp tục theo dõi nhé. Thưa quý vị, đối với những ai nghiện mua sắm thì mùa Black Friday và Cyber Monday năm nay sẽ đem đến trải nghiệm hiếm có. Đó là sẽ không có cảnh chen lấn ở các cửa hàng hoặc phải thức đêm từ khuya hôm trước để xếp hàng. Tại những thiên đường mua sắm ở châu Âu như Oxford Street của Anh hay Champs-Élysées của Pháp, an ninh đã được tăng cường trước các cửa hàng nhưng không khí rất ảm đạm. Mặc dù mở cửa rất sớm nhưng không có ai đến mua sắm ngoài các nhân viên cửa hàng tụ tập chụp ảnh cùng nhau cho đỡ buồn chán. Tại các trung tâm thương mại lớn chuyên bán các mặt hàng tiêu dùng cũng lác đác người mua, thậm chí là không có cảnh xếp hàng. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ vẫn kỳ vọng doanh thu Black Friday năm nay thậm chí là còn cao hơn năm trước vì mọi người sẽ ở nhà để mua sắm online. Điều đặc biệt là các chiến dịch giảm giá sẽ không chỉ kéo dài từ ngày 27 đến 30 tháng 11 mà sẽ kéo dài đến 2 tuần để mọi người có nhiều thời gian hơn trong việc dạo chợ mạng để mua sắm. Và để đón đầu lượng mua sắm khủng qua mạng, năm nay Amazon đã sẵn sàng tăng nguồn lực cho sự kiện bán hàng lớn nhất trong năm Black Friday và Cyber Monday. Amazon đã thuê hơn 2.000 công nhân mới kể từ tháng 9 để tăng tốc thời gian xử lý và giao hàng. Theo nhà phân tích CoreSite Research, người Mỹ sẽ chi 160 tỷ đô la Mỹ cho quà tặng trong quý hiện tại, tăng 5% so với một năm trước vì mọi người tiết kiệm từ các chuyến đi chơi xa trong dịp lễ Giáng sinh và các ngày lễ cuối năm khác. Trong khi đó, các đối thủ Amazon, chẳng hạn như là Walmart, Best Buy và hàng trăm nhà bán lẻ nhỏ khác hơn đang tăng cường các tính năng quà tặng trực tuyến của họ với hy vọng thách thức sự thống trị của Amazon. Các nhà bán lẻ này đã chi hàng triệu đô la Mỹ để hoàn thành đơn đặt hàng nhanh hơn, mở rộng danh mục sản phẩm và trong một số trường hợp cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí. Thưa quý vị, với việc Hollywood gần đây đã công bố sắp hoàn thành phần 3 của bộ phim bom tấn Avatar, nhiều người đã đổ xô đến địa điểm gốc truyền cảm hứng cho bộ phim, nơi có chiếc thang máy ngoài trời cao nhất thế giới. Công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới ở Hồ Nam Trung Quốc nổi tiếng với các thành tạo núi đá vôi cao chót vót, có sự tương đồng đáng kể với cảnh quan nổi của thế giới ngoài hành tinh Pandora trong phim Avatar. Một trong những cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để trải nghiệm khu vực này là đi thang máy ngoài trời. Thang máy Bylon bằng kính cao 326 mét được xây dựng trên một vách đá và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra quang cảnh núi đá vôi. Thang máy Bylon bao gồm 3 thang máy 2 tầng, mỗi thang có thể vận chuyển 46 du khách lên núi trong vòng chưa đầy 2 phút. 18 năm sau khi khai trương, thang máy Bylon vẫn là một trong những điểm thu hút khách nhất trên thế giới với lượng khách 18.000 lượt mỗi ngày trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Và chúng tôi xin được tiếp nối phần tin sáng 30 giây với các thông tin trong nước. Thưa quý vị, theo nghị định số 126 vừa mới được chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 tới đây thì có một quy định rằng là nếu như mà ngân hàng cung cấp thông tin cho khách hàng từ cái yêu cầu của cơ quan thuế thì cũng đã tạo ra rất là nhiều những cái tranh cãi cũng như là lo lắng của khách hàng. Đây cũng là nỗi lo lắng của tôi cũng như là rất là nhiều người khi mà họ sợ thông tin cá nhân của mình bị lộ, bị lọt ra ngoài. Và trước những cái nỗi lo lắng như thế này thì ngân hàng họ sẽ có những câu trả lời như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị đến với phần trao đổi với Tình sáng 30 giây. Những ngày qua, không ít người dân đã xôn xao xung quanh vụ việc ngân hàng sẽ cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan thuế. Cụ thể, theo Nghị định 126 năm 2020, hướng dẫn luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 tới đây, các ngân hàng phải cung cấp các thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan quản lý thuế. Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ. Khúc mắc lớn nhất của người dân đối với nghị định này là đi ngược lại luật và quy định về tính bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng. Do đó, đã không ít người dân cảm thấy hoang mang và lo lắng về nguy cơ thông tin cá nhân bị xâm phạm, sử dụng sai mục đích. Thực tế mà nói, đã có không ít vụ việc liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng bị lộ lọt ra ngoài. Sau đây là một ý kiến của một người dân. Nếu thực sự nghị định này được áp dụng,
tôi tiêu bao nhiêu tiền, giao dịch với ai đều bị cơ quan thuế nắm được. Như vậy, bản thân là người quan tâm tới bảo mật sẽ không thấy an toàn khi sử dụng thẻ tín dụng nữa. Nghị định trên đi ngược lại xu hướng không sử dụng tiền mặt. Hơn nữa, làm sao biết được số tiền nào là tiền kinh doanh, tiền nào là của bạn bè chuyển mượn mà tính thuế? Rồi tài sản ai có bao nhiêu, làm gì cũng biết hết thì còn gì là quyền riêng tư cần được tôn trọng? Ta nên nhớ rằng là không phải hệ thống ngân hàng có trách nhiệm cung cấp mọi thông tin, mọi khách hàng, mà chỉ là cung cấp những thông tin, những khách hàng mà bên phía thuế yêu cầu. Và những cái khách hàng này thì chủ yếu là cũng có vấn đề về thuế, về giao dịch mà cần hệ thống ngân hàng là phải xác minh, phối hợp với bên thuế chứ không phải là tất cả. Thứ hai là trong nghị định đã nêu rất rõ về cái trách nhiệm của bên thuế liên quan đến bảo mật thông tin khách hàng, chỉ được phép sử dụng cho mục đích đó, không được phép sử dụng mục tiêu khác. Hiện nay là cũng có quy định rất là mới. Hiện nay theo tôi được biết thì các ngân hàng cũng đang chờ hướng dẫn, thông tư hướng dẫn và cũng đang nghiên cứu các cái nội dung vấn đề này. Theo tôi cũng được thông tin, được biết trên báo chí là trước mắt thì cơ quan thuế chủ yếu chỉ tập trung vào những cái hộ kinh doanh hoặc những cá nhân mà kinh doanh online, chưa kê khai thuế, chưa kê khai doanh thu. Đấy là những cái đối tượng để cơ quan thuế có thể họ yêu cầu cung cấp dữ liệu và để có thể là thực hiện những cái biện pháp quản lý nhà nước, những cái biện pháp mà quản lý về thuế theo quy định chuyên ngành của Tổng cục Thuế. Liên quan đến vấn đề này, FPC sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất để đưa đến quý khán giả những thông tin hữu ích trong các chương trình tiếp theo. Các thông tin đáng chú ý khác, Tổng cục Quản lý Thị trường vừa ban hành kế hoạch cao điểm để kiểm tra, kiểm soát thị trường vào cuối năm và trước trong sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Mục tiêu chính của kế hoạch nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Các mặt hàng có nhu cầu cao trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, kế hoạch sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính, tập trung kiểm tra các mặt hàng trọng điểm như thực phẩm, quần áo, hàng điện tử, tập trung kiểm soát địa bàn trọng điểm như biên giới, chợ đầu mối, tăng cường giám sát, giữ nghiêm kỷ luật trong thực thi công vụ. Thời gian triển khai kế hoạch từ nay đến hết ngày 25 tháng 2, 2021. Thưa quý vị, khu vực Hồ Con Rùa và đường Nguyễn Thượng Hiền trên địa bàn quận 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đầu tư cải tạo và tổ chức thành phố đi bộ trong thời gian tới. Thông tin được lãnh đạo quận 3 chia sẻ khi đề cập đến chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn quận sắp tới. Theo đó, Hồ Con Rùa nằm ở trung tâm thành phố gần nhà thờ Đức Bà, một công trình nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh nên cần phải được tổ chức lại cho xứng tầm. Đến nay, việc nghiên cứu chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, dự kiến tuần sau quận sẽ làm việc với các sở ngành và xin chủ trương ủng hộ của nhân dân thành phố để triển khai đề án chỉnh trang và tổ chức phố đi bộ Hồ Con Rùa và phố đi bộ tuyến Nguyễn Thượng Hiền. Theo tổ hợp tác trồng mận An Phước ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, thì so với cách đây hơn một tháng thì giá mận An Phước nơi đây hiện giảm mạnh gần 20.000 đồng một kg và chỉ còn 6.000 đến 7.000 đồng một kg. Hiện thì các thành viên trong tổ hợp tác cân xô mận ngay tại vườn cho thương lái với giá chỉ còn 6 đến 7.000 đồng một kg, trong khi trước đây có giá lên đến 26.000 đồng một kg. Nhà vườn cho biết giá mận An Phước giảm do đầu ra xuất khẩu đang gặp khó so với các năm trước, nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nguồn cung của mận An Phước tại nhiều địa phương cũng đang có xu hướng tăng do nông dân tăng diện tích trồng và thời điểm này tại nhiều nơi đang bước vào vụ thu hoạch rộ. Nhà vườn cũng cho biết thêm dù giá mận giảm thấp nhưng nhiều người trồng mận vẫn có lời kha khá. Bên cạnh đó, chi phí thuốc bảo vệ thực vật trong việc trồng mận cũng giảm do nông dân sử dụng giải pháp sinh học trùm lưới khắp vườn mận để hạn chế sâu bệnh và côn trùng tấn công làm hư hại. Thưa quý vị, liên tiếp trong thời gian gần đây, tình trạng triều cường dâng cao tại nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau đã khiến tràn vỡ bờ bao một số diện tích nuôi thủy sản, ngập nhiều tuyến đường giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên cập nhật diễn biến triều cường, các thiệt hại có thể xảy ra và biện pháp phòng tránh thông báo đến các cấp ngành có liên quan để chủ động hướng dẫn người dân ứng phó. Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương vận hành hợp lý hiệu quả hệ thống cống đập, trạm bơm để tiêu thoát nước, ngăn triều cường, bảo vệ sản xuất, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý gia cố các vị trí sạt lở có nguy cơ sạt lở đất, các đoạn đê lộ thấp để phòng tránh các thiệt hại, tăng cường hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, chống tràn các biện pháp tránh thất thoát thủy sản nuôi, bảo vệ sản xuất.
Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, triều cường còn duy trì ở mức cao trong những ngày tiếp theo và tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt và đời sống của người dân, nhất là các huyện ven biển. Thưa quý vị và các bạn, dù đi muôn phương, dù lập nghiệp hay sinh sống ở xa xứ thì quê nhà luôn là tiếng gọi thiêng liêng và nhớ thương nhất. Với mỗi người con của Bạc Liêu và Cà Mau đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì quê nhà không chỉ là điều nhắc nhớ mỗi lần gặp nhau mà đó còn là điểm đến để nhiều hoạt động nghĩa tình được nối tiếp nối dài ra. Vâng, và thưa quý vị, với tình cảm ấy thì từ khi thành lập đến nay, Ban Đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều những hoạt động góp sức cùng với quê hương đổi mới phát triển, và cầu Đồng Hương là một trong những hoạt động nổi bật. Ngay sau đây là 30 giây lan tỏa. Bao bọc bởi sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nông thôn Bạc Liêu Cà Mau đến hôm nay nhiều nơi vẫn mong ngỏi những chiếc cầu chắc chắn, an toàn cho con em đi học, cho nông sản từ nhà ra chợ dễ dàng. Những cây cầu Đồng Hương cũng vì thế đã có mặt ở nhiều vùng đất xa xôi ấy, từ sự đóng góp của những người con Bạc Liêu, Cà Mau đã từng trải qua tuổi thơ lắc lẻo cây cầu đi học. Từ năm 2017 đến nay, trung bình cứ 2 tuần lại có một cây cầu Đồng Hương được hoàn thành ở vùng sâu vùng xa. Mỗi cây cầu trị giá từ 200 đến 300 triệu đồng. Thông qua những cái thông tin xác thực từ quê hương, cũng như hình ảnh mà chúng tôi đi làm những cái thông tin để đưa lên, để vận động, để người ta tạo cái tấm lòng của người ta thấy những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, để người ta hỗ trợ về quê. Đến nay chúng tôi đã làm cho hai quê hương Bạc Liêu và Cà Mau 106 cây cầu, giá trị tương đương là 30 tỷ đồng. Không chỉ có cầu Đồng Hương, Ban Liên lạc còn tổ chức rất nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về quê nhà, như chăm lo Tết cho gia đình khó khăn, xây dựng căn nhà tình thương, khám bệnh và phát thuốc miễn phí, trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo. Tổng giá trị các hoạt động hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng. Ban Liên lạc Đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh hiện là nơi kết nối tấm lòng của hơn 20.000 hộ gia đình con em hai tỉnh xa quê lập nghiệp xứ người. Mỗi người có một cuộc sống, công việc riêng, song chung nhất vẫn là tình nghĩa thủy chung nặng lòng với hai chữ quê hương. Tình yêu quê hương của những người con xa quê không xa xôi với quê nhà mà hiện hữu, góp sức tích cực cho quê hương bằng những công trình an sinh ý nghĩa. Cầu Đồng Hương như một sự trao truyền đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn của thế hệ đi trước cho thế hệ hôm nay, thế hệ những cô cậu học trò tung tăng đến lớp mỗi ngày trên những chiếc cầu vững chắc an toàn. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì phóng viên Tường Vi của chúng tôi cũng đã sẵn sàng thông tin đến quý vị những cảm nhận thực tế thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng miền. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào chị Tú Trinh và xin chào anh Việt Phong, xin chào quý vị khán giả. Tôi đã sẵn sàng để cập nhật cho quý vị những thông tin và cảm nhận thời tiết trực tiếp. Mở đầu sẽ là các thông tin về tình hình thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh. Không biết quý vị có giống tôi không? Những ngày gần đây tôi cảm thấy thời tiết rất nóng. Chỉ mới sáng sớm thôi mà tôi đã cảm thấy nóng hơn bình thường rất nhiều. Thưa quý vị, theo dự báo thì thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nắng nhiều, mưa ít, không khí oi bức từ sáng sớm cho đến chiều tối. Đây là thời tiết điển hình khi vào mùa khô. Thời tiết thế này khiến cho các mầm bệnh, nhất là bệnh truyền nhiễm rất dễ bùng phát và tấn công cơ thể con người. Quý vị cần lưu ý bổ sung nước và vitamin đầy đủ để cơ thể không bị mất nước và mệt mỏi. Bên cạnh đó, đối với các nhân viên văn phòng phải ngồi trong phòng lạnh quá lâu sẽ dễ gây ra tình trạng sốc nhiệt, chóng mặt, hoa mắt. Quý vị cần lưu ý không ở ngoài trời quá lâu, nhất là vào khung giờ từ 12 đến 14 giờ và không nên bật điều hòa với nhiệt độ quá thấp. Trái ngược lại với sự oi bức ở miền Nam thì tại miền Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 27 tháng 11 trời sẽ chuyển rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ C, vùng núi phổ biến từ 13 đến 16 độ C, vùng núi cao từ dưới 10 độ C. Từ đêm ngày 27 tháng 10, thủ đô Hà Nội trời chuyển rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo khi thời tiết chuyển lạnh, người dân ra đường cần chuẩn bị áo ấm và giữ cơ thể thật ấm, tránh bị cảm lạnh. Tường Vi FBNC đang cảm nhận thời tiết trực tiếp cho Tin Sáng 30 giây. Và
quả thật là hình thái thời tiết ở hai miền đặc trưng là Bắc và Nam rất khác nhau, phải không chị Trinh? Ở miền Bắc á, thì bắt đầu đón những cái đợt gió lạnh, thậm chí là đến rét, còn miền Nam thì vẫn oi bức vào cuối năm. Thì tuy nhiên, bản thân tôi cũng muốn là đi ra miền Bắc để tận hưởng cái giá lạnh đó của miền Bắc chị ạ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin sáng 30 giây ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và xin chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái. Và đừng quên gặp lại chúng tôi vào sáng thứ hai vào lúc 6 giờ trên kênh truyền hình FPNC cũng như là các nền tảng trực tuyến của kênh FPNC. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.